show công nghệ cao lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 5 vòng vàng kỳ ảo. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ Lê Giang, Minh Nhí cùng các khách mời trước thềm năm mới. À, chính giữa nè. Vượt qua áp lực về thời gian, các đội chơi sẽ phối hợp ra sao để giành lấy tiền thưởng? Đón xem chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo chào xuân kỷ hợi phát sóng lúc 20 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2019 trên VTV3. Tôn sắc 100 năm từ Úc, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.